Xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh ha. Như hôm nay thì vườn mai của chị Lan có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống cúc thọ hương để bàn lùng lực cô chú anh chị ha. Đế siêu đẹp luôn cô chú anh chị, tàn đẹp ghép già mùi ha. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hợp nhãn của chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bà chủ và chủ chào giới thiệu với giao lưu nha. Rồi chào bà chủ ơi. Rồi em chào bạn ha, em cũng chào cô chú anh chị thích mai vàng cả nước ạ. Rồi em cũng xin nhắc lại số điện thoại của em là 0376910321, cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi. Rồi hôm nay em cũng Zalo của chú anh chị mình lô cúc họa hương nhiều ngọc toàn ha. Rồi. Rồi hôm nay mã số đầu tiên mã số 1 ấy, là một cây cúc họa hương ha. Rồi cái này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Đây thì mình ghép được 4 bao lớn cô chú anh chị. Đế có nè, nó nhường thú nằm luôn ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Hình thân là 16 thôi ha. Rồi. Chiều cao là 62, tán ngang là 75. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình 700 ngàn ha. Rồi đổi cây ha. Rồi mã số 2 cũng vẫn là cúc họa hương ha cô chú anh chị mình. Rồi cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị mình ha. Lùng lực ha. Đế thú nằm luôn cô chú anh chị ha. Có chân nè. Nguyên cái bệ chân ha. Rất là đẹp nha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Mình thân là 18 rồi ha. Hơn 18, tính 18 rồi. Thôi cao 50, ngang 62. Và cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 600 ngàn thôi ha. Rồi mình đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 3. Số 3 cũng vẫn là họ hương thôi cô chú anh chị mình. Rồi cây này tàn khá tròn đều luôn cô chú anh chị, lùng lực mà tàn tròn đều luôn ha. Rồi thông số luôn bà chủ ha. Mình em đo điểm này là được 16 ha. Rồi. Tịch xuống vậy là 24. Rồi. Chiều cao là 60, tán ngang 72. Và cây này em giao lưu cô chú anh chị mình 650 ha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 cũng vẫn là hộp cúc họa hương ha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Kéo vô trong luôn. Rồi. Bo già cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hình thân điểm này 17. Rồi. Tịch xuống đây cũng vẫn 24 ha. Chiều cao là 57, tán ngang 72. Rồi. Và cây này cũng vẫn là 650 nghìn ha cô chú anh chị mình. Rồi đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 5. 5 cũng vẫn là họ hương luôn ha cô chú anh chị mình. Rồi. Hàng này là chơi Tết được hết luôn ha cô chú anh chị mình. Rồi cái này mình ghép được 5 bo nha cô chú anh chị mình. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Mình đo điểm này 19 ha. Rồi. Cũ vậy là 37. Chiều cao là 55. Tán ngang là 72. Rồi cây này cũng vẫn 650 nghìn ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6. Cũng vẫn là cũng phải hơn luôn. Rồi. Tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Đế có luôn ha. Rồi thông số luôn nha bà chủ. Hoành thân là 19. Rồi. Cái đế là 55. Cao là 59. Ngang là 73. Rồi. Rồi cái này cũng vẫn 650 nghìn ha cô chú anh chị mình. Rồi đã gây ha. Rồi tiếp theo là mã số 7. Cũng vẫn là cúc họa hương luôn ạ. Rồi. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân là 16. Rồi. Chiều cao là 64. Ngang 72. Rồi. Rồi cây này em giao lưu của chú anh chị mình 600 nghìn nữa ha. Rồi cây này đế đẹp ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 8. Cũng vẫn là cúc họa hương ha của chú anh chị mình. Rồi. Tàn khá luôn của chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Quỳnh thân là 17. Rồi. Chiều cao 55. Ngang 77. Rồi. Rồi cây này cũng vẫn là 600 nghìn thôi ha cô chú anh chị mình. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9. Cũng vẫn là cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị mình. Rồi. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Cây lên bắp non hết trơn cô chú anh chị ha. Còn điểm này em đo được là 22 ha. Nè bắp non nè cô chú anh chị. Đây nụ non rồi ha. Xuống đây là được 29. Nụ non mở mắt lá rồi. Chiều cao 66, tán ngang 60. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 700 nghìn thôi ha. Rồi mình đổi cây ha. Tiếp theo mã số 10. Cũng vẫn là nhị ngọc toàn ha. Rồi.
Cái này thân lắc dáng lông rất là đẹp nha cô chú anh chị ha, củ đế có luôn. Ăn củ nè ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Bình thân là 12. Rồi. Chị cho 49, ngang 54. Rồi, rồi cái này 650 nha. Rồi, cái này cuối clip luôn ha bà chủ. Dạ rồi, cái này cũng là cái cuối clip của em ngày hôm nay luôn ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Rồi em xin chào và hẹn lại ạ. Rồi em muốn thay mặt cho kênh giống như chị Lan cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ha. Cuối clip cũng không quên cho em xin một like và đăng ký kênh để khi kênh em quay video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.